Chắc hẳn mỗi chúng ta khi đăng ký tập gym đều mong muốn sở hữu một bức ảnh khoe body thật đẹp đúng không nào? Tuy nhiên theo một nghiên cứu đại học London nước Anh thì việc đăng ảnh trong phòng gym là dấu hiệu của bệnh thần kinh. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, việc bạn đăng ảnh khoe body sẽ giúp tạo động lực cho bạn bè của bạn thay đổi bản thân. Trong đồ hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu vấn đề này nhé. Sự thật là chúng ta đều có một hoặc thậm chí nhiều người bạn thường xuyên đăng ảnh tập gym của họ lên Facebook và có thể đó chính là bạn. Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học của London Anh đã tiến hành một nghiên cứu để tìm hiểu tại sao rất nhiều người chia sẻ mọi hoạt động của họ như ảnh tập gym lên mạng xã hội. Kết quả dành cho những người đó khá tồi tệ. Những người quan tâm đến việc khoe khoang những buổi tập gym của họ có xu hướng bị ảo tưởng. Theo các nhà nghiên cứu, mục đích chính của việc đăng ảnh tập gym lên mạng xã hội là để người khác thấy về họ đầu tư cho ngoại hình như thế nào. Rõ ràng những bài đăng đó cũng kiếm nhiều like trên Facebook hơn so với những bài đăng khác. Nghiên cứu kết luận rằng những người tự ảo tưởng, hão huyền về bản thân sẽ cập nhật những thành tựu họ đạt được thường xuyên hơn. Hành động này thúc đẩy về ước muốn của họ chú ý và công nhận với cộng đồng Facebook. Mặc dù vậy, lượng like nhiều không nhất thiết đồng nghĩa với việc họ muốn nhìn thấy những bức ảnh khoe mẽ đó. Tiến sĩ Taramasa tiếp tục cho biết rằng, tuy những kết quả chúng tôi thu được chỉ là những hình ảnh khoe mẽ của những kẻ ảo tưởng thường mang lại cho họ nhiều like và comment hơn khi đăng bài. Nhưng rất có thể những người bạn trên Facebook của họ chỉ ủng hộ vì phép lịch sự, còn thực tế họ không thích những hành động tự sướng như vậy. Vì vậy, có lẽ kiềm chế lại một cập nhật cuộc sống thường ngày của mình lên Facebook trong quá trình tập gym, bạn bè bạn sẽ thầm cảm ơn bạn vì điều đó. Nếu không muốn bị đánh giá có vấn đề về thần kinh thì nhớ nhìn trước nhìn sau mỗi khi chụp hình sống ảo trong phòng tập thể dục đấy nhá. Hóc bụng tạo dáng theo thể thao, lại còn live stream, quay ảnh động lại các tư thế tập thể dục thật hăng say, có thể không khiến số đo cân nặng của bạn giảm đi, nhưng có điều chắc chắn rằng bạn sẽ trở thành tâm điểm của phòng tập, một màn hài kịch thật hay ho. Xét về thần kinh học, theo một số nhà nghiên cứu tại Đại học ở London, việc đăng ảnh tự sướng lên mạng xã hội là dấu hiệu chứng tỏ bạn có vấn đề về thần kinh. Cụ thể, ở đây những người thích chụp ảnh tự sướng ở phòng gym là biểu hiện của sự ảo tưởng sức mạnh, tự yêu bản thân. Việc thường xuyên đăng ảnh khoe thành tích tập luyện để nhận được sự tán thưởng ủng hộ, thật nhiều like khiến chủ nhân của bức ảnh tự sướng trong phòng tập. Các nhà tâm lý học đã thu thập dữ liệu của 555 người dùng Facebook để nghiên cứu đặc điểm hành vi của những động cơ có ảnh hưởng đến việc lựa chọn cập nhật hình ảnh, trạng thái lên mạng xã hội. Sau khi tham gia cuộc khảo sát trực tuyến để đo các chỉ số tôn cũng như là thang tính các bao gồm hướng ngoại, bất ổn tâm lý, khả năng cởi mở, dễ chịu và tận tâm. Và bất ngờ thay, từ con số rút ra sau cuộc khảo sát đã cho thấy những người có chỉ số bất ổn tâm lý cao nhất chính là thành phần thường xuyên đăng ảnh status, hình ảnh về quá trình tập luyện của họ đấy nhá. Tất nhiên, con số kg giảm hay số cơ tăng không phải là điều làm họ thích thú, con số nghìn like mới là thứ khiến các cánh tay mọc điện thoại trong phòng tập thỏa mãn. Hôm nay chạy được ABC km rồi nè, đã thực hiện được N của squat, đi tập gym là phải mặc cho chuẩn, tất nhiên là không thể thiếu 1011 kiểu ảnh OOTT kèm theo. Có hai loại người thường xuyên xuất hiện ở phòng tập thể dục. Loại 1, cáu mặt ở mỗi ngày và mỗi thời điểm nhất định, tập luyện thể hục trong một khoảng thời gian nhất định và ra về. Loại 2, đến lúc rảnh và ra về vô chứng, có thể cũng tập luyện đấy, nhưng thời gian chụp ảnh và đăng cập nhật mạng xã hội chiếm phần lớn thời gian đi tập. Nghiên cứu vẫn chỉ là nghiên cứu. Ở một khía cạnh tích cực khác, việc ngày càng có nhiều gương mặt nổi tiếng, các hot boy, hot girl được bạn yêu thích thường xuyên đăng tải những hình ảnh tích cực, lối sống đẹp, biết đâu sẽ góp phần giúp thay đổi thói quen sinh hoạt của giới trẻ, xây dựng nên một cộng đồng yêu thích thể thao, cải thiện bản thân đúng không nào? Mọi việc đều có lợi nếu chúng ta dừng lại đúng mực, vì vậy hãy cứ selfie đi, mình thích thì mình làm thôi, chỉ cần không ảnh hưởng đến những người xung quanh, vì và quan trọng nhất là không ảnh hưởng đến mục tiêu chính đáng của việc luyện tập là được các bạn nhé. Vậy vì sao chụp hình khi chúng ta nên tập gym là điều cần thiết? Kenny Stock, tổng giám đốc trung tâm thể thao Slade, New York cho biết, một vài người khách hàng của tôi tưởng hay tự selfie hay nhờ tôi chụp lại một vài bức ảnh tập gym của họ, cho dù lúc đó khoảng 15 người khác trong phòng tập. Chụp hình tập gym không chỉ đơn giản là khoe khoang hay là một chủ đề để tám chuyện cùng bạn bè, mà nó còn là giúp thay đổi quá trình tập luyện của chúng ta, cách mà chúng ta tự nhìn vào gương. Đã bao giờ bạn bắt gặp một hình ảnh người đang tập thể hình, thân thể ướt đẫm mồ hôi và cung câu thần chú trên môi, cố gắng để có thể ăn pizza sau này và kết thúc buổi tập luyện cùng những bức hình tập gym của họ? Đã bao giờ bạn thắc mắc vì sao lại phải chụp hình tập gym sau mỗi buổi tập hay không? Mạng xã hội Instagram dần trở nên một tiểu văn hóa trong làng thể hình thế giới và phát triển rất nhanh. Theo một cuộc bỏ phiếu năm 2018, 43% người thừa nhận rằng họ hay chụp hình tập gym và quay lại video trong quá trình tập luyện, trong đó 27% là chụp hình. Cuộc khảo sát này đang thực hiện ở nam giới lẫn nữ giới và cả hai giới tính đều thích dừng lại, lau mồ hôi, tạo dáng và chụp hình. Theo một nghiên cứu gần đây, giảng viên Textbook đã tìm ra những cá nhân thường theo dõi những tấm hình tập gym có xu hướng quan tâm đến cơ thể của họ hơn những người thường, nghĩa là một cách lướt trên Instagram để xem những bức hình tập gym có thể tăng thêm sự ý thức về bản thân. Nếu một người bận tâm về trọng lượng của họ, điều đó có thể thể hiện bản thân họ đang gặp trục trặc nào đó về vấn đề sức khỏe cũng như tự ti về vóc dáng.
Đã từng có một bài báo nói về việc những người hay đăng hình tập gym lên mạng xã hội là những người tự luyến bản thân. Kết quả nghiên cứu cho rằng những người có xu hướng yêu bản thân thường hay những đăng tin cập nhật về bản thân mình, những bài tập đã hoàn thành và lòng tự cao chính là nguyên nhân khiến họ tập thể hình. Từ đó, những chủ đề thảo luận về chế độ ăn uống, chế độ luyện tập thường xuyên trên Facebook cũng như một cách để khía cạnh cốt lõi của bản thân. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là những người không tự luyến về bản thân cũng chia sẻ các bài viết về luyện tập. Việc những tấm hình tập gym của người khác có thể truyền cảm hứng cho họ, cho dù có thể những người này không thường tập thể dục. Tất cả chúng ta đã từng đấu tranh với những cảm giác chán nản, tự hỏi liệu chúng ta có phải người duy nhất trên thế giới này vượt qua khoảng thời gian khó khăn để đi đến phòng tập thể dục hay không? Thì việc xuất hiện những bài đăng trên quan tâm đến thể hình, những bài tập gym trên mạng xã hội sẽ là động lực tích cực giúp họ có ý chí đi đến phòng tập thể hình hơn. Nhưng bạn cũng biết đấy, sự điều tiết cũng rất quan trọng. Chắc hẳn các bạn muốn mất nhiều thời gian để sắp xếp cái thiết bị hay bỏ qua những bài tập quan trọng hoặc xen ngang quá trình tập luyện của ai đó để tạo ra một khung cảnh hoàn hảo cho quá trình tập gym cũng như bức hình tập gym của bạn đúng không nào? PT Ellie Cunningham không khuyến khích các học viên của mình chụp ảnh trong giữa buổi tập. Ai chẳng muốn có một bức hình tuyệt đẹp ở trên trang mạng cá nhân của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là nó phản ánh đúng với thời gian và công sức mà bạn bỏ ra. Và Cunningham chỉ đồng ý cho các học viên của mình chụp một tấm hình khi họ đã hoàn thành xong các bài tập của chính như Pitbull hay Davis. Áp lực của hình ảnh lên cơ thể đôi lúc rất lớn và nó có thể trở thành độc hại với chính bản thân người tập. Nói cách khác, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi bạn thực hiện một tấm hình tập gym để đời. Hãy nghĩ về lý do tại sao bạn muốn thực hiện bức hình đó, có thể thúc đẩy bản thân hay chỉ để biểu diễn cho người khác xem. Không phải trào lưu, chụp ảnh trong phòng tập gym giờ đã thành phong cách sống của người Việt trẻ. Thừa nhận đi, giữa một dàn những bức ảnh trăm người, như một ngày thì sự xuất hiện của những bức ảnh trong phòng gym sẽ trở nên đặc biệt kỳ lạ. Đây không chỉ là trào lưu nhất thời mà đã dần trở thành phong cách sống mới đây của giới trẻ Việt Nam rồi đấy. Trong những năm gần đây, việc các bạn trẻ cả nam lẫn nữ lao vào phòng tập gym đã không còn xa lạ như trước. Thậm chí việc tập luyện đã không chỉ dừng lại ở mức độ trào lưu mà dần trở nên một phong cách sống của giới trẻ Việt Nam rồi đấy. Nhiều người vẫn hay nói đùa nửa thật rằng những người chụp hình trong phòng gym thuộc loại sống ảo, tập ít thì khoe nhiều. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ai chẳng muốn khoe với cả thế giới thành quả sau những ngày tập luyện vất vả. Đừng gọi đó là khoe hay gọi đó là tự hào. Nếu như người khác có thể đăng ảnh tiệc tùng, nhảy nhót hay đi ăn uống tưng bừng thì tại sao những người ngày đêm hùng hục trong phòng tập lại không thể quyền post ảnh cơ chứ? Giữa một dàn người trẻ ngày nào cũng áp ảnh tự sướng trăm kiểu như một anh chàng trai, cô gái với thân hình bốc lửa, chụp ảnh trong trạng thái vừa tập xong chẳng phải đặc biệt và quyến rũ hơn rất nhiều lần sao? Thừa nhận đi, lâu lâu vẫn phải lè lút vào Facebook hoặc Instagram của người này để lấy động lực để đúng không nào? Họ chính là đại diện cho một thế hệ next gen của một thời đại mới. Còn bạn, khi đến phòng tập hay bạn đến đây? Phòng gym giờ đây đã trở thành địa điểm check-in quen thuộc của rất nhiều bạn trẻ khi mà tiêu chí vẻ đẹp, khỏe, đẹp, sexy đang lên ngôi. Và nếu bạn vẫn còn nghi ngờ chắc chắn đoạn ảnh hot từng cm của những cô gái phòng tập dưới đây sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại đấy nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ mình để những video tiếp theo nhá. Xin chào, hẹn gặp lại. Tell me now, what's left to lose if we
I can't believe.